Thảo đang đứng đây phía trước sân vận động Pro Star Club 2023. Xin chào tất cả các vận động viên của Prudential. Xin chào các anh chị. Xin chào. Các anh chị có khỏe không ạ? Khỏe. Rất khỏe. Rất khỏe. Oh yes. Các anh chị đã sẵn sàng để bước vào mùa giải Pro Star Club 2023 chưa? Sẵn sàng chưa? Cho Tùng thấy năng lượng hào hùng của các anh chị đi nào. Trải nghiệm tuyệt vời. Những cái trải nghiệm đó thì chỉ có duy nhất tại Star Club của Prudential. Oh, Australia. Tôi rất là mong được cùng với các anh chị cùng thăm Anh và Scotland.